Chào các bạn, hôm nay em mời các bạn cùng em mình ra vườn mình làm vườn nha các bạn. Thì như các bạn biết ở bên Mỹ mùa đông nó rất là lạnh. Do đó nếu mà mình trồng những cái cây sứ, cây mai, cây phượng, cây đào, cây trúc thì mình sẽ phải tạo một cái phòng như thế này để mình chứa cây ở trong đó để mùa đông nó không bị chết. Như các bạn biết mùa đông vừa rồi nó quá lạnh. Những cái cây mà đã để ở bên ngoài á các bạn thì nó đều chết hết rồi, những cây bồ đề mà em đã sơ ý em để ở ngoài á nó đã chết hết rồi. Còn những cây trong này á thì hy vọng là cây nào sống sót thì mình còn cây đó, còn cây nào chết á thì mình phải chịu thôi. Thì hôm nay á mình sẽ ra mình trồng lại những cây sứ này nha các bạn. Những cái cây sứ này em đem vô đây. Tuy nhiên có cây nó nằm ở trong này nó vẫn chết, nó vẫn héo những cái nhánh. Thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài và mình trồng lại những cây này. Tại bây giờ cũng tháng 3 rồi, thời tiết nó cũng ấm một chút rồi, nên mình đem cây ra ngoài nha các bạn nha. Còn lại của em trong nhà ra đây rồi đó các bạn. Bây giờ em mời các bạn cùng em mình sẽ đi một vòng mình xem xét coi những chậu nào sống và những chậu nào chết để mình trồng lại nha các bạn. Thì sơ sơ em thấy là thiệt hại nhiều hơn là sống sót rồi đó, tại vì mùa đông vừa rồi quá lạnh đi, để ở trong nhà nhưng mà nó không có, vẫn không có đủ ấm cho nên có nhiều cây cũng đã chết rồi. Bây giờ mình sẽ đi mình coi lại nha bạn nha. Bây giờ em chiếu gần cho các bạn xem những cây sứ còn lại của em nha. Cây này là tương đối em đem vô phòng karaoke nên nó vẫn còn sống sót, và cây này là cây em thích nhất nè. Tuy nhiên nó cũng vẫn bị lạnh và bị thúi ngay cái chỗ này nè. Đó, nó vẫn bị lạnh là bị thúi ngay chỗ này nè. Mình sẽ lấy dao mình cắt bỏ ngay chỗ này nè các bạn. Nếu không là nó sẽ ăn sâu vô trong cái củ của mình là nó hư hết cái củ nè. Đem vô nhà mà nó vẫn còn bị thúi nè các bạn. Ui quá lạnh mà nó thúi nè. Wow coi nè. Ui chết rồi. Cây này không biết có cứu nổi hay không nữa nè. Wow, uổng quá. Em trồng cây này cũng 10 năm rồi đó các bạn, mà bây giờ nó thúi kiểu này đau lòng quá đi. Rồi cây này thì tương đối cũng ok, nhưng mà sao thấy nó cũng yếu yếu. Còn cây này coi như là thôi tiêu đời rồi nè, chết rồi nè, nó ủng hết trơn rồi nè. Nó ủng hết rồi, thúi hết rồi. Chậu này thì bên này thì nó vẫn còn tươi, nhưng mà phía bên này thì có một cái rễ nó cũng thúi rồi nè các bạn. Đó, rất là thiệt hại các bạn nhé, nó thúi hết rồi nè. Cái này là mình phải nhổ lên và mình xem xét cái rễ của nó coi cái nào thúi mình cắt bỏ đi để nó không có lan ra những cái rễ khác. Đó các bạn thấy không, mùa đông năm nào á mình cũng bị thiệt hại những cây sứ này rất là nhiều. Có nhiều người bạn của mình năm nay bị chết nhiều quá nên bỏ cuộc chơi luôn rồi, không thèm chơi sứ nữa, tại vì cái này ở bên này chơi rất là tốn tiền các bạn, mà năm nào nó cũng phải đem vô rồi đem ra rồi trồng lại rồi trời lạnh rồi nó chết đi rất là uổng nha các bạn. Đa số những người mà chơi sứ các bạn thì họ rất là kỹ những cây sứ này,
mỗi năm á, thì có thể họ nhổ ra khỏi cái chậu luôn, họ nhổ cái củ này nè các bạn ra khỏi cái chậu luôn, họ chỉ đem cái củ vô nhà thôi. Nhưng mà tuy nhiên đem chỉ có cái củ đi vô nhà thôi thì lạnh quá nó chết, nó cũng vẫn chết. Mà mình bưng luôn cái chậu như kiểu này mình đem vô trong nhà thì nó vẫn chết. Nói chung là lạnh quá nó chết là nó chết. Thì các bạn xem nè, coi cây này coi như là tiêu rồi nè. Đó, nó đã luộc hết cái ngọn của cái cây sứ rồi. Luộc hết cái kiểu này thì làm sao mà cây sứ này nó còn sống sót được nữa. Như cây này nè, đó, cây này là cây nhỏ nè, nó cũng luộc hết trơn rồi nè các bạn. Luộc hết rồi đâu còn gì đâu mà sống. Bạn thấy không, nó ủng hết trơn rồi đó. Còn như cây này nè, cái ngọn nó đều thối hết, nó đều ủng hết rồi. Thì cái củ làm sao mà sống sót được đó. Ngọn héo hết, hư hết rồi. Thường thường á, những cái cây ghép á các bạn nó yếu lắm. Mùa đông là cái ngọn của nó non quá là nó ủng nó chết hết trơn à. Còn những cây mà nguyên á, nó mạnh mạnh một chút á thì nó còn đỡ. Đó, như cái cây này nè các bạn, em đem nó vô phòng karaoke nè thì tương đối cái gốc nó còn tươi nè. Cái gốc nó còn tươi. Nhưng mà lạnh quá ở trên ngọn nó vẫn héo nè. Thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi hết mấy cái nhánh này cho nó thấp xuống. Mình bỏ đi cho nó thấp xuống rồi và mình trồng lại nha các bạn nha. Đó, thối hết rồi nè. Đó các bạn, toàn bộ tài sản của em nó đã ra đi rồi đó. Là biết bao nhiêu cây để ở ngoài trời. Tuy là ở trong cái nhà có bao phủ lại đó mà nó vẫn không chịu nổi và nó đã ủng và chết hết rồi nè. Đó, tài sản của em đã ra đi hết rồi nè. Chỉ còn lại một mớ cây mà em đã đem vào trong cái phòng karaoke thì nó mới sống sót thôi. Đó, những cái cây này là những cái cây còn sống sót nhưng mà cũng phải nhổ ra coi cái rễ nó có thúi ở dưới hay không nữa, cũng không biết là hên xui như thế nào. Nhưng mà tương đối thì cái nhóm này nó vẫn còn xanh tươi, còn cái nhóm này coi như đã ra đi rồi nè các bạn. Đó, toàn bộ tài sản của em đã ra đi rồi đó. Đó, nhổ ra mà chậu để chắc chồng chắc đóng nè các bạn. Biết bao nhiêu củ các bạn ha. Đó là lý do tại sao bạn em đã giải nghệ chơi sứ này rồi đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng em, mình sẽ bắt tay vô, mình nhổ những cây sứ này ra khỏi chậu và mình nâng cái củ nó lên và mình trồng lại. Mình sẽ cắt đi bỏ những cái thối và mình trồng lại nha các bạn. Thì trước hết các bạn cần đất nè. Ở đất thì mình có thể mua đất cái loại blending soil nào cũng được. Và mình cần một bịch Fairlay nè. Fairlay là một cái mướp đó các bạn. Cái mướp nhẹ để mình pha trộn vô trong cái đất á, để cái đất mình nó không có bị nặng, nó dễ thoát nước cho cái cây mình nó không có bị úng đó các bạn. Và mình cần phân. Ở đây thì em có một phân này là phân thường ha. Và đây là phân bông. Thì cuối cái clip em sẽ để những cái tên và những cái loại phân cho các bạn xem ở cuối cái clip nha các bạn. Cái bịch Fairlay nè các bạn,
là nó một cái dạng mướp nhẹ đó các bạn, mình pha chung với lại cái đất để cho nó nhẹ, cái đất mà nó thoát nước nha các bạn nha. Nó là giống như cái mướp trắng mà mình thấy trong những cái chậu hoa mà các bạn mua về, các bạn thấy nó có trắng trắng ở trong đó đó, thì nó là Fairlay đó các bạn. Đó, ngay cái đoạn này nè, em nãy em chỉ các bạn đó, nó đã thúi rồi, mình phải cắt bỏ nè. Nè các bạn, mình sẽ cắt hết cái chỗ hư này ra nè các bạn. Đó, bây giờ cái cây này để trong nhà mà nó vẫn còn hư như vậy nè, cho nên rất là uổng nha các bạn ha. Nhưng mà nó phải hư rồi thì mình phải cắt bỏ hết những cái chỗ này ra. Mình cắt hết cái màu nâu này ra nè các bạn. Tại vì nếu mà các bạn để thì nó sẽ lan ra nữa. Cho nên mình cắt sạch luôn, cắt cho đến khi nào mà mình thấy nó hết cái màu nâu này, rồi mình sẽ để ra ngoài nắng cho nó khô các bạn, để nó không có hư và nó không có lan qua những cái chỗ khác nữa. Cây này là cây em thương nhất á, trồng cũng lâu năm lắm rồi mà bây giờ lạnh quá nó hư, nó thúi nè, uổng dễ sợ không nè, thật là đau lòng đó các bạn ơi. Cắt hết bỏ đi. Cái rễ ở dưới này em thấy nó cũng bị hư nữa nè. Đó, nó cũng bị hư nè. Em cũng phải cắt bỏ luôn cái rễ dưới này nè. Bỏ hết. Wow, nhiều rễ bị hư lắm các bạn. Cho nên là mình phải coi từng cây á, mình phải coi, mình phải dỡ từng cây lên mình coi, và mình thấy cái nào mà hư là mình phải cắt bỏ hết. Và hy vọng nó sẽ sống sót trở lại thôi. Nó hư rất là nhiều nè các bạn. Cả cái rễ của nó dưới này nó cũng hư nữa nè. Mình cắt bỏ luôn nha. Xem coi cái nào mà nó bị thối là mình phải cắt hết. Nếu nó lan vô những chỗ khác thì cái cây này nó sẽ không còn sống sót nữa. Và trước khi mà mình trồng lại các bạn thì mình cũng có thể mình tước bỏ bớt những cái rễ khô đi. Tại vì năm ngoái mình đem vô đó rồi nằm trong đó nó cũng khô héo đó. Tước bỏ hết mấy cái rễ khô. Cái này là cái đam mê mà rất là cực nha các bạn. Năm nào cũng phải đem vô, đem ra, rồi trồng lại, rồi nhìn nó chết lên, chết xuống mà đau lòng. Sau khi mà mình cắt đi bỏ mấy cái thúi này rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ trồng lại nha. Thì mình sẽ bỏ một ít đất mới vô. Mình xài đất cũ cũng được đó các bạn. Mình muốn mình xài lại đất cũ cũng được, mà mình muốn xài đất mới cũng không sao. Nhưng mà mình trộn thêm một ít Fairlay này vô nè các bạn. Mình trộn một ít Fairlay vô để nó không có bị đọng nước đó các bạn. Cái này giúp cho cái nước nó thoát, thì cái cây của mình nó không có bị ủng nước. Những cái ngày mà trời mưa nhiều đó, sứ thì nó không có thích nước nhiều, cho nên mình bớt đi. Rồi có nhiều người thì họ thích chơi củ, có nhiều người họ thích chơi nhánh. Mình thì mình thích chơi cũ nên mình
Sau khi mình trồng cái này vô đó các bạn, mình sẽ cắt bỏ bớt mấy cái nhánh này đi cho nó thấp xuống nè. Đây, cái cây này nó có cái dáng giống như là dáng ngòi nên mình sẽ trồng theo cái dáng ngòi. Và khi mình trồng cái này các bạn, mình trồng mình để cho cái củ nó lên cao cao một chút đó, thì nó mới đẹp. Đừng có để cái củ mà nó chôn sâu xuống dưới đất quá. Đó. Rồi sau đó em sẽ rưới lên một ít phân thường nha các bạn. Rưới một ít phân thường chung quanh đó. Sau khi mình rưới phân thường thì mình rưới thêm một ít phân bông nữa. Phân bông này thì nó giúp cho cái cây sứ của mình nở bông lẹ hơn. Rồi mình bỏ thêm một ít đất lên trên nữa, rồi mình để qua bên kia mình làm cây khác nha. Sau khi mà em trồng xong thì em để nó lên đây. Và giống như em nói với các bạn đó, có nhiều người họ chơi cành, có nhiều người thì họ chơi củ. Còn như cái cây này á, năm ngoái nó chết, cho nên em cắt nó xuống và bây giờ nó đang ra những cái cành non. Bây giờ nếu mà các bạn muốn tạo cho nó ra những cái nhánh non khác á, thì mình cắt bớt những cái nhánh cao này nha các bạn. Mà cắt á, thì các bạn cắt xéo và cắt trên cái mục mà chuẩn bị ra lá đó các bạn. Ở trên cái nhánh sứ này thì nó có những cái lá mà nó rụng rồi, nó có những cái nấc mà đen đen này nè. Thì khi mình cắt cái, mình cắt xéo và cắt trên cái nấc đó mình bỏ đi thì nhánh nó sẽ ra thêm nữa. Nên bây giờ em cắt cái này xuống nha. Em không muốn nó ra dài lắm nên mình sẽ cắt nó ngắn lại, cắt bỏ nó mấy cái ngọn cho nó ngắn lại. Đó, các bạn thấy cái nấc của cái lá không? Mình cắt trên cái nấc đó và mình cắt xéo xéo để cho cái nước nó không có bị động ở trong cái chỗ này, nó không có bị hư cái đầu này nè các bạn. Các bạn mà cắt thẳng quá nước nhiều khi mưa nó động lên trên đó thì nó sẽ thúi ngay chỗ đó. Các bạn ơi, đây là tổng kết của cái dàn sứ nhà em nè các bạn. Thì những cái cây sứ mà trong cái rổ này á, trong hai cái rổ này ngay đây á, là coi như là đã chết rồi đó các bạn. Không còn gì mà sống sót nữa hết á. Nó đã thối từ trong ra ngoài rồi. Cũng mấy chục cây á các bạn. Năm nào em cũng bị thiệt hại rất là nặng nề trong cái dàn sứ này. Còn phía bên này á, những cái cây ở dưới này á, thì nó cũng đã hư rồi. Cắt bỏ hết mấy cái ngọn rồi thì coi như nó cũng chết, chứ nó không có thể nào mà trồng lại được và sống sót lại được hết đó các bạn. Còn những cây còn lại ở trên á thì đang phơi cho nó khô nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã rũ đất ra hết rồi và cắt bỏ những cái rễ thối giống như cây này nè bạn, đã cắt bỏ hết những cái chỗ thúi rồi nè, rồi mình sẽ phơi, mình để đây mình phơi nó vài ngày cho nó khô những cái chỗ thúi đi rồi mình sẽ trồng lại nha các bạn nha. Đó, coi như là không còn gì nhiều nữa hết, chết rã hết rồi. Bây giờ mình sẽ trồng nó lại nha.
cái rễ của nó đó, rồi mình trồng nó xuống. Ơi, em đã vô được một mớ sứ của em rồi nè các bạn. Khi mà mình trồng lại sứ các bạn, mình không cần phải trồng sâu lắm, mình trồng cạn cạn lên trên thôi, và nó bắt rễ xuống và mình đưa được cái củ và cái rễ nó lên trên cho nó đẹp. Cây giống như cây này của em nè, đâu có cần phải trồng sâu xuống đâu. Ngay cái chỗ này nó bị hư, nó bị hư lạnh hôm trước nè, em đã lạng bỏ nó đi rồi, và một tuần sau á nó khô và em trồng nó xuống lại nè. Đó, em chia sẻ những gì em biết về trồng sứ cho các bạn nhé. Các bạn nào có ý kiến hoặc là có đóng góp cách trồng sứ như thế nào mà tốt hơn thì cho em xin ý kiến nha. Em chỉ chia sẻ những gì em biết thôi. Năm nào cũng phải nhổ lên trồng lại để đưa cái củ nó lên cao như vậy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.